Sài Gòn Vlog xin được chào cả nhà. Hôm nay thì Sài Gòn Vlog sẽ quay lại toàn cảnh xung quanh nhà thờ Đức Bà về đêm. Cái cảnh mà người Sài Gòn tận hưởng cái bầu không khí sống trong những ngày Noel sắp tới, sống trong những ngày Noel anh chị ạ. Noel vui nhất là những ngày này không phải không anh chị? Bởi vì những ngày sắp qua đó mình cảm thấy rất là nối tiếc anh chị ạ. Có thể vui nhất là những ngày như thế này, mọi người cùng nhau ra nhà thờ Đức Bà, cùng chụp hình và ngồi uống nước, ngồi tâm sự, ngồi tán gẫu, chụp hình và nói chuyện về những năm một năm đã qua. Rồi ok, mời anh chị xem quang cảnh xung quanh về nhà thờ Đức Bà nha. Đây là một số quán cà phê và cà phê bệt anh chị. Trời ơi, nhìn mấy đứa trẻ nó ôm nhau, nó hôn nhau, mình thấy chảy cả nước dãi. Ok anh chị ơi, mọi bạn các bạn trẻ thì đang ngồi đây uống nước nè ha, đang uống nước, uống cà phê, ngồi tâm sự. Và bên kia nữa anh chị, rồi chút em chạy xe qua đó nha. Còn bên đây ok, và bây giờ thì chúng ta cùng đi một vòng xung quanh nhà thờ Đức Bà. Trước tiên thì mời anh chị một lần nữa ngắm lại nhà thờ Đức Bà từ xa, rất là xa, bởi một cái camera cùi rất là cùi anh chị ơi. Đây, xin lỗi chị nha, một cái camera cùi rất là cùi anh chị ạ, cho nên là chúng ta có thể thấy được nhà thờ Đức Bà đó, nhưng mà thấy một phần mười thôi, nó mờ mờ ảo ảo tung cái chảo anh chị ạ. Cô ra đường Cách Mạng Tháng 8 phải không? Ủa, Cách Mạng Tháng 8 rồi cô, Cách Mạng Tháng 8 bây giờ từ nha. À, Cách Mạng Tháng 8 cô xuống đây nè, cô xuống đây rồi có một con đường nào đâm thẳng qua, cô cứ quẹo tay phải nha. Ok, chúng ta cùng đi anh chị ơi. Thì bây giờ thì chắc là người ta về một phần rồi anh chị, chứ khi nãy khoảng 8 giờ rất là đông anh chị ạ. Ok, chúng ta cùng đi vào trong đây xem sao nào. Đây, hôm nay thì để cho cái bầu không khí diễn ra êm đềm, đẹp đẽ, vui vẻ, cho nên công an họ không có đi dọn nha anh chị. Chứ công an họ đi dọn chứ nãy giờ chạy tán loạn, chạy như giặc, chạy như Trung Nguyên chị. Ok, rất vui là hôm nay là công an họ không có dọn anh chị. Có cảnh những bạn trẻ ta nằm trên chân bạn gái nữa anh chị, thật là cũng không có đẹp lắm. Rồi có những cái cảnh mà bạn trẻ ngồi trên cỏ luôn, thật sự là có nhiều cảnh không có đẹp thế này anh chị ơi. Rồi các bạn trẻ lên cỏ ngồi chơi luôn. Còn bên đây là quán cà phê nè anh chị. Đây, qua bên đây thì qua bên đây là quang cảnh mà các bạn trẻ đang uống cà phê anh chị. Đây, đây các bạn trẻ đang uống cà phê, trời ơi biết là quán nước bán ngon quá anh chị ha, bán quá trời ngon luôn, không tốn bàn tốn ghế anh chị, chỉ cần bán xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho người ta là được ha, dọn dẹp sạch sẽ cho người ta là được. Ở đây thì không tốn bàn tốn ghế, công an có dí thì cũng nhanh gọn, công an có dí thì chẳng cầm. Đây, đây là cái quang cảnh xung quanh nhà thờ Đức Bà anh chị ha, rất là vui anh chị ha. Ok, chúng ta còn đi lên trên chứ, chúng ta nói là nhà thờ Đức Bà anh chị, bởi vì rất là nhiều người họ lắng chiếm họ bán, lắm chiếm mà bán, cho nên là một số khách tới để tham quan không có chỗ ngồi, không có chỗ đi, buộc phải lên cỏ ngồi, buộc phải lên cỏ đi anh chị, buộc phải lên cỏ ngồi, buộc phải lên cỏ đi, mà công an họ dí thì công an họ không dí thì cũng không được, để như vậy không được anh chị. Một cái ngày hôm nay là cái ngày rất là quan trọng, rất là vui.
người dân họ đổ vào đây rất là đông anh chị, cho nên là đáng ra là không cho bán ở đó, bởi vì mình phải chừa cái lối đi, chừa cái đường đi để cho khách tới tham quan, khách tới chụp hình. Cái bên trong này người ta bán là chiếm dụng hết tất cả các đường đi, lối đi anh chị, chiếm tất cả đường đi, lối đi, cho nên là người không có đường đi, họ đi lên cỏ, họ đi lên cỏ đường luôn anh chị ạ. À, đây là quang cảnh xung quanh anh chị nha. Ok, chúng ta cùng qua Diamond. Ok, chúng ta cùng qua khu vực Diamond chị ơi, Diamond Plaza để xem mọi người chụp hình Noel bên đó như thế nào nha anh chị. Đây là đường sách nè anh chị ơi, đường sách thành phố Hồ Chí Minh nha. Ok, bên đây là mọi người đang chụp hình Noel anh chị. Thì thấy không khí Noel đây, nếu mà đèn nó hơi tối, các em phải đây đứng đây anh chị nha, chứ bây giờ kẹt xe là quan chi là kẹt xe luôn anh chị đó anh chị. Không khí Noel bây giờ Sài Gòn chỉ có là ở đây và nhà thờ Đức Bà thôi anh chị ạ. À, bởi vì theo như thông tin em hỏi thăm thì nhà nước của mình thứ nhất là sợ gây cháy nổ anh chị, nếu cho ráp đèn, cho bắt đèn ở các con đường ở nhà thờ thì chỉ được 15 ngày thôi, 15 ngày là bởi hệ tháo anh chị. Mọi năm là người ta để đến Tết luôn anh chị ạ. À, để cho đến Tết luôn, như vậy sẽ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi, như vậy thì hơi lâu, lâu quá thì nhà nước của mình lo ngại các vấn đề cháy điện chết chóc xảy ra, như vậy thì không được, cho nên là chỉ cho 15 ngày. Với 15 ngày mà bỏ công sức ra làm gần 10 ngày trời để mà chơi cho 15 ngày thôi thì gần như là không ai làm được, rất ít người làm. Cho nên bây giờ các đường viên, các cái nhà thờ họ không làm đèn, nhìn rất là buồn anh chị. Cho nên nơi năm nay chắc chắn rằng ở đây nhà thờ Đức Bà sẽ là nơi đông nhất của Sài Gòn, mọi người sẽ đổ về đây anh chị, đổ về đây để vui chơi chụp hình. Ok, chúng ta cùng đi một vòng anh chị ơi. Đây, không khí Noel đây anh chị. Thì trong kênh của em đã quay rất là nhiều video ở đây rồi anh chị nè. Chắc lên. Chắc đứng này xíu anh chị ha, đứng này người ta đuổi chắc là anh đi. Ở đây anh chị. Nói chung ở đây thì Sài Gòn đâu có chỗ nào đẹp hơn ở đây nữa anh chị. Ở Aeon Tân Phú thì cũng có, và một vài nhà thờ thì cũng có, nhưng mà nhà thờ thì hiện nay họ chưa bắt đèn xong, chưa lên đèn cho nên chưa đẹp anh chị. Trong Sài Gòn thì có, ở đây là lên đèn xong rồi, ở đây là hoàn chỉnh xong rồi cho nên mọi người ra đây chụp hình. Chứ các nhà thờ hiện nay thì họ cũng chưa làm hang đá xong, chưa bắt đèn xong cho nên là không khí nó không sôi động, không có đẹp. Ok, mời anh chị đi một vòng qua nhà thờ Đức Bà nữa anh chị ơi. Còn nói camera của em thì quay đêm không được anh chị nha, quay đêm rất là kém anh chị, quay ngày thì tạm được, quay ngày thì cũng tạm được đó anh chị, nhưng mà quay đêm rất là kém. Anh chị nào xem thì thông cảm cho em ha, thông cảm. Không có iPhone anh chị, có như iPhone 8 hoặc iPhone 12, iPhone 14, iPhone 15 thì thôi khỏi nói. Ok anh chị, đây là cái cảnh mà mọi người đang uống cà phê, uống nước anh chị nè. Đây chị cảnh rất là đẹp ha, đây.
ok, cảnh mọi người ngồi đi uống nước, uống cà phê nói chuyện đây nhất luôn chị ha, rất là mát mẻ anh chị, mát mẻ, sạch sẽ, ấm áp, ấm cúng nè. Có lẽ như người nước ngoài họ nhìn vào đây thì thấy người Việt Nam mình thân thiện, gần gũi, dễ gần, dễ thương, dễ mến. Bởi vì tối đến thì mọi người hay tập trung lại ngồi gần nhau, như là tâm sự, như là cái gì đó ha, rất là gần gũi, thân thiện ha. Đó, người Việt Nam qua họ chưa biết mình như thế nào, nhưng mà họ nhìn cái cảnh này họ rất là thích anh chị, rất là thích. Ok, chúng ta cùng đi xuống phía dưới chứ anh chị ơi. Mô hình bán quán nước rất hay anh chị ha. Chỉ cần một tấm bạc là có thể khởi nghiệp được ở đây anh chị. Một tấm bạc là khởi nghiệp được ở đây, nhưng mà khó lắm. Có được vị trí ở đây gần như là không có được anh chị. Các vị trí ở đây gần như là cấm câu từ mấy chục năm trước rồi. Mười mấy năm về trước rồi, chứ bây giờ ra cấm câu đây là không có được. Cũng gần như là không biết có chung chi gì không thì không biết, nhưng mà bây giờ ra đây kiếm một tấm bạc để ngồi không có. Chết rồi qua đây. Chúng ta đứng đi từ đây anh chị ha, đợi xe đi qua bớt rồi đâm thẳng qua bên kia. Đây đợi xe vắng xong đi qua bên kia anh chị, cho anh chị thể ngắm nhiều hơn, ngắm rõ hơn. Chứ trước chẳng là đứng bàn, ok chúng ta được cùng đi qua kế hai anh chị này luôn. Ngày mai thì em sẽ cố gắng đi lễ ở nhà thờ Đức Bà anh chị. Đi lễ vào trong thì mình có thể quay được nhà thờ Đức Bà bên trong luôn anh chị ạ. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi ra những khu vui chơi khác các chị ơi. Rồi như vậy thì em đã giúp cho một số anh chị chưa xem hôm nay thì thấy được phần nào về cái quan cảnh trung tâm nhà thờ Đức Bà Diamond Plaza, nơi vui nhất của Sài Gòn lúc này về đêm. Rồi chúng ta cùng đi xuống khu dưới đây xíu anh chị nè. Đây là con đường Đồng Khởi. Con đường này là con đường giác vàng, con đường có giá thuê nằm trong top mắc nhất hành tinh, đứng thứ 13 thế giới anh chị. Nước mình là chi nghèo ấy, chi nghèo, nhưng mà mình có được con đường đứng thứ 13 đúng là tự hào anh chị. Không biết tự hào hay không ha. Đắt thứ 13 thế giới với giá thuê là 350 đến 370 đô một mét vuông một tháng anh chị. Ok, đây là con đường Đồng Khởi, con đường giác vàng anh chị ạ. Đây là con đường Đồng Khởi về đêm ha. Bây giờ thì mọi người sẽ đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoặc là bến Bạch Đằng, hoặc là cầu Thủ Thiêm. Đêm nay nhìn chung thì công an họ không có dí anh chị, họ không có dí, họ để cho không khí được vui vẻ anh chị. Hôm nay công an họ nghĩ tới dân nhiều hơn là họ muốn cho dân được tự do hôm nay vui vẻ, chứ ngày mai thứ hai chắc là họ cũng dí anh chị ạ. Vui vẻ quá không được anh chị ha, vui vẻ quá là cũng họ cũng lợi dụng cái đó để mà họ kinh doanh, họ phá cái môi trường xung quanh. Cụ thể như là đổ những người bán nước đó, bây giờ là cái người mà cỏ trồng xuống, các cô chú trồng cỏ xuống rồi, bây giờ mấy ngày đi qua là cỏ đồ chết hết, tội cô chú phải trồng lại, chăm sóc lại.
mà tiền bạc thì cô chú nhà nước bỏ ra mà dân thì đạp phá thì không được. Ok, chúng ta đang ở khách sạn Hotel Continental và Sài Gòn. Trời, giống tiếng Anh mà chúng gặp tiếng Anh nữa, biết sao luôn. Ok, chúng ta đang ở nhà hát lớn anh chị ạ. Nhà hát lớn đây rồi. Ok, chúng ta đang có mặt ở nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái điểm mà các bến xe nào dừng lại kia nè. Các xe nào dừng lại để cho khách đứng tham quan chụp hình, khách xuống xe và khách lên xe luôn, vị trí này luôn anh chị. Ok, chúng ta sẽ đứng đây để ngắm cái quang cảnh xung quanh chút xíu anh chị, bởi vì đây là cái khu mọi người hay đứng để chụp hình anh chị, chụp hình hoặc là đứng vui chơi về đêm. Ok, chúng ta còn qua đây chút xíu đi ha, qua chút xíu anh chị. Ok, đây là nhà hát lớn. Nhà hát lớn chị ơi, mọi người đang ngủ uống cà phê rồi ha. Ok, chúng ta còn đi một vòng nữa anh chị ơi, để ra tới bến Bạch Đằng luôn nha. Ok, và bây giờ mời anh chị cùng tiếp tục đi ra bến Bạch Đằng. Ra đó chắc chắn là kẹt xe rồi anh chị.
này em quay video cho anh chị xem nha. Đây rồi, đây chị ơi. À, bên cái đằng bên kia thì cũng đẹp lắm chị. Rồi, nó kẹt xe quá trời kẹt luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị nhiều nha.